thử đi, ăn thử đi, thử muối mì đi, vừa chưa? Ngon, mặc dù mới trộn chưa ngấm mấy nhưng mà rất là ngon, mẹ ăn thử. Nếu mà mọi người muốn ăn ngon ngấm hơn nữa thì để bỏ tủ lạnh 2 đến 3 tiếng. Có thời gian đấy nhỉ, bỏ tủ lạnh một tí đúng không? Đúng. Ngon đúng không? Nó sẽ ngấm hơn. Ngọt. Có ngọt. Vị ngọt này, cay này, chua này. Chua. Nói chung là đủ vị mọi người ạ. Nước cốt ngon tắc lắm. Thế mà nước cốt tắc thì nó sẽ có vị chua. Rất là ngon, rất vừa vị luôn mọi người ạ. Chào bạn nhá, chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh của mình. Đây cả nhà ơi, hôm nay hai mẹ con em lên nương, lên làm cỏ nương rồi ạ. Mưa cả tháng rồi, hôm nay mới nắng ra 2 ngày này thôi cả nhà. Đó, đi đi sấy cỏ, sấy được từng nào thì sấy. Còn là em đã nhờ người đi phát hộ rồi mọi người nhá, nhờ con trai của em Sinh Phấn đi phát hộ rồi. Rồi đây này, xem đây, đường sạt lở hết rồi đây này. Đây, mấy hôm nữa lại đến mùa gặt cả nhà, mùa gặt lúa, vụ mùa. Tầm 20 ngày nữa, 20 ngày nữa là sẽ gặt. Xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn theo dõi hết video của em để ủng hộ ba mẹ con em nhiều hơn. Chia sẻ cuộc sống thường ngày tới tất cả mọi người. Và tin là em sẽ chia sẻ ẩm thực tới tất cả mọi người nhé mọi người nhé. Đó. Đây, nương đầy cỏ mọi người ạ. Mưa hẳn một tháng từ tháng 4 kia hạn hán, nắng. Rồi đến tháng 5 lại bắt đầu mưa không nghỉ một ngày nào. Vừa nắng ra 2 ngày này thôi cả nhà. Xem cỏ nương đây. Ôi trời ơi, kinh khủng. Em đã bón phân hết rồi nhá cả nhà nhá, bón phân xong hết rồi. Quả nhỏ ra thế này hết rồi. Thời gian nó nắng ấy, tưởng là cả cây cà phê nó chết hết rồi nhưng mà vẫn cũng không chết hẳn đâu. Vẫn còn sống, không chết hẳn. Nhưng mà ít quả thôi cả nhà. Nó ít quả đi thôi. Nó ít quả như thế này thôi, nó không sai quả. Thời tiết không ủng hộ. Mưa nắng thất thường. Nên là không biết năm nay như thế nào. Phát hết rồi mọi người ạ. Nhờ con trai em Sinh lên phát hộ. Thì như xong một nhóm này rồi, một sải này rồi hay sao ấy.
bạn này đi. Lao con. Xỉu lắm chứ, làm vậy xem. Phải tròn ngon lắm. Đây. Ăn quay. Đây xà tròn ở đây. Kéo rất là khó luôn. Đây nhá cả nhà nhá, hai mẹ con em đi nương về tranh thủ. Tranh thủ làm chẩm chéo, mẹ chẩm chéo cho tất cả mọi người đặt hàng trong ngày hôm nay và hôm qua nhá cả nhà nhá. Chẩm chéo thì em nói rất là nhiều về món này rồi nhá cả nhà nhá. Chẩm chéo thì dùng để làm nước chấm, chấm được tất cả mọi thức ăn, thịt, rau, củ quả, hải sản các thứ chấm được hết nhá cả nhà. Đó. Món này em nói cũng rất là nhiều rồi. Cô chú anh chị nào chưa ăn thử thì hãy đặt chẩm chéo của nhà em về ăn thử. Cô chú nào ăn đã ăn rồi thì ủng hộ em tiếp. Biết chất lượng nhà em như nào rồi, ngon như nào rồi thì ủng hộ em tiếp nhé mọi người nhé. 50k một lọ này thôi cả nhà, 50.000 một lọ này. Em gửi được toàn quốc. Nhận hàng thanh toán tiền. Mọi người có thể kiểm tra hàng hoặc thanh toán tiền giúp em. Đó, 50.000 một lọ nhé cả nhà nhé. Đó, mọi người ủng hộ em là bằng cách đặt hàng chẩm chéo tất cả sản phẩm ở trên Tây Bắc, đăng ký kênh ủng hộ hai mẹ con em. Em ít ra video tại vì em khá là bận mọi người ạ, khá là bận nên là em ít ra video, nhưng mà em vẫn luôn luôn ship chẩm chéo và ship hàng cho tất cả mọi người được nhé cả nhà nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chẩm chéo nhà em thì không khô hẳn mà cũng không ướt hẳn nhé cả nhà nhé. Đó. Xiệt xiệt thế này thôi mọi người ạ. Đây là không khô hẳn mà cũng không ướt hẳn. Mọi người về pha thêm mì chính này, nước lọc, nước canh hoặc nước lẩu giúp em. Pha theo khẩu vị của mình thích là được nhé mọi người nhé. Cái xanh xanh này là lá chanh nhé cả nhà nhé. Lá chanh, tỏi. Đủ gia vị. Nói chung là chẩm chéo nhà em là đủ tất cả các loại gia vị luôn. Tiếp tục nấu ăn nhé mọi người nhé. Hai mẹ con nấu ăn, nấu tối. Chia sẻ ẩm thực tới tất cả mọi người.
ẩm thực cũng không có gì đâu. Đây món Diệp thích, sở trường của Diệp, chân gà rút xương nữa rồi. Thích ăn món này ấy, mọi người ạ. Diệp làm món chân gà rút xương ăn nhé cả nhà nhé. Thôi em có gì ăn đấy thôi, đơn giản thôi. Gia vị gồm những gì? Xoài, gừng, xả. Xoài, gừng, xả. Xong tí nữa sẽ làm nước sốt, xong sẽ cho vào sau. Nước sốt thì gồm có gì? Quất à? Chanh. Có chanh. Không có quất thì lấy chanh. Nước mắm, xong rồi là nước me. Xong rồi là tương ớt, ớt bột, nước lọc. Cứ làm đi, món tỏi, này phi tỏi lên nấu. Món này mẹ chỉ biết ăn thôi, không biết nấu đâu. Làm thêm món nấm nha mọi người nhé. Nấm nộm. Em sẽ nộm ăn. Quả bí này luộc ăn thôi Diệp ạ. Luộc chấm chẩm chéo ăn. Cái gì đấy? Sốt, sốt me Diệp? Sốt, sốt thái. Để thơm thế. Để tí nữa lấy trộn, vào chân gà. Trộn vào cái gì? Có me này, xả này, ớt này đúng không? Tỏi. Thơm, thơm thế. Đường nữa, nước, nước mắm. Ngon đấy. Thơm ớt. Sẽ cho xoài xong. Trộn tất cả gia vị vào. Cho ớt một ít. Cái này có cả chẩm chéo à? Có cả chẩm chéo vừa mới giã xong. Cho vào thơm. Chẩm chéo thì nói chung là để chấm, để ướp. Rồi là cho vào lẩu hoặc là cho vào những món như thế này đều được hết nhé cả nhà nhé. Bây giờ mình cho vào lẩu thay sa tế rất là ngon đấy. Xoài cho ít thôi, nhiều quá cho nửa thôi đấy. Bây giờ sẽ cho nước chấm này, phải để nguội hẳn nhé mọi người, ấm ấm cũng không được, tại vì ấm thì xoài sẽ bị nhũn nhũn, không rồi chân gà sẽ không bị ngon, nên phải để nguội. Tí cho đá vào nữa đúng không? Không cần. Cho đá vào nó không nhạt chứ. Rồi trộn lên. Quá chuẩn. Thơm thích. Tôi áp thế. Nấm mọi người ạ. Lỡ tay cho nhiều nước quá. Nấm này. Thử đi, ăn thử đi. Thử muối mì đi. Đã vừa chưa? Ngon. Mặc dù mới trộn chưa ngấm mấy nhưng mà rất là ngon. Mẹ ăn thử. Nếu mà mọi người muốn ăn ngon ngấm hơn nữa thì để bỏ tủ lạnh 2 đến 3 tiếng. Có thời gian đấy nhỉ? Bỏ tủ lạnh một tí đúng không? Đúng. Ngon đúng không? Nó sẽ ngấm hơn. Ngọt. Có ngọt. Vị ngọt này, cay này, chua này. Chua. Nói chung là đủ vị mọi người ạ. Nước cốt ngon tắc. Thế mà nước cốt tắc thì nó sẽ có vị chua. Rất là ngon, rất vừa vị luôn mọi người ạ. Đây, món nấm, nấm nộm gồm xả, ớt, ớt tươi nhé mọi người nhé, tỏi, thế thôi, muối mình chín. Xong hết nha cả nhà nhá. Mời cả nhà ăn cơm cùng ba mẹ con em. Đây, món chân gà rút xương quá ngon đúng không ạ? Nấm là bí, quả bí chấm chẩm chéo. Để ăn
quả bí kia bở ác quá bạn, ăn đi. Cho mẹ trước à? Răng kia cắn được không? Cay, uống nước có nước chị làm cay mà. Tại chị cho bỏ dòng chéo vào nó cay đấy. Ăn thêm ớt nữa. Thêm ớt nữa. Rồi ăn đi. Mời cả nhà nhé. Ừ, chị cho ớt tươi rồi còn cho dòng chéo nữa thì là cay. Cái hơn thì dễ bỏ ít ra hơn. Còn ớt còn không ăn được. Chị cho nhiều cay. Chị liếm rồi. Chị liếm rồi ai dám ăn. Ăn cả em ấy, bở lắm các bạn. Chấm chấm chéo đi. Cầm lấy cũng được mà. Lấy tay cũng được mà. Hết sảy. Hết nước chấm. Ngon hết nước chấm đúng không? Cay nhưng mà ngon. Nói ra sẽ ăn giải trí. Không có gì mà mãi không nghĩ. Nói chuyện nhanh. Cay thì ăn như thế này rồi. Cho chị Dương đi. Rồi, Dương đến muộn ăn cơm cùng nhé mọi người nhé. Dương hôm nay lạ, thấy lạ không? Dương đã lấy chồng nhé mọi người nhé. Lấy chồng đến gần nhà mình luôn mọi người ạ. Nhà chồng thì gần nhà mình luôn. Nhanh lên. Đang làm chân gà nhiều lắm đây này.
đói quá thì không nhịn được là ăn trước, nhanh lên đi. Ăn thử chị Hà. Chị Hà, chị Dương đến muộn. Ăn đi, ngon lắm. Diệp làm nhiều mà. Ngon mà. Nhưng mà hơi cay, cho chẩm chéo vào nhiều quá. Ngon quá. Ngon luôn. Đủ vị luôn. Canh. Canh nấm ấy. Diễm mới nặng ăn. Cơm đi. Đầu tiên cái gì làm suốt rồi, chẳng qua làm nhiều mới ngon ra thôi chứ nhỉ, Dương này. Một lần không ngon thì làm 10 lần là sẽ ngon. Mọi người ăn thử đi. Ăn rồi ngon. Làm ngon rồi. Để chồng được chưa mọi người? Để bán. Nấm thì cũng ngon. Nấm ngon mà. Canh quá. Cái đây là canh, cái kia là nộm. Đi xin xoài chị Hà cơ mà. Xoài nhà chị Hà. Xoài nhà chị Hà. Xoài nhà chồng tháng 8, tháng 8 này là có em bé rồi, có em bé bé bồng rồi. Đi chăn bò. Mấy hôm là đi mấy bữa rồi thấy đi chăn bò, bây giờ sang sang năm là có em bé rồi đi cùng rồi. Trẻ con rồi. Năm rồng mà, đúng không? Con rồng thành công. Chúc mừng bà nha. Có người để quay video nha. Có nhân vật mới. Có nhân vật mới rồi. Con đang chơi nha. Thôi đặt tên con là gì Dương? Chiến thắng. Chiến thắng á? Càng gia đình chiến thắng. Con gái mà, con gái mà. Đặt tên Chiến rồi sao? Chiến, đúng rồi, con gái làm sao tên Chiến được. Dương hai người phải ăn nhiều rồi chứ. Gầy lắm rồi. Sắp một tạ rồi đấy, gầy lắm rồi. Sắp một tạ. Giảm mốc. Giảm mốc 100 là được. Đến 100 là để được. 100 nó xin đôi quá. Xe này. Để ra được lên báo luôn đấy. Bây giờ em xin tắt máy tại đây nhé cả nhà nhé. Cô chú anh chị đang xem kênh của em, ủng hộ kênh của em là bằng cách đăng ký kênh, đặt hàng và chia sẻ giúp em nhé mọi người nhé. Em chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm kênh của em rất nhiều. Xin chào cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Chào cả nhà. Tạm biệt mọi người.